Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình Laravel tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa Phạm. Ở video clip trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách giao diện trang chủ. Tiếp tục video clip này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giao diện đối với trang loại sản phẩm, trang chi tiết sản phẩm và các trang còn lại ha. Thì bây giờ mình mở giao diện. Hôm trước mình đã cắt được, đây là trang index ha. Hôm trước mình thực hiện thì cắt được giao diện trang chủ rồi nè. Bây giờ mình sẽ thực hiện các giao diện trang loại sản phẩm, và khi nhắc vào sản phẩm thì sẽ hiện ra chi tiết của sản phẩm. Bây giờ mình sẽ cắt giao diện của hai trang ha. Còn trang giới thiệu và liên hệ mình cũng sẽ thực hiện luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở project của mình lên. Row index. Thì bây giờ để cắt giao diện thì mình mở result và view. Trong bay ha, mình có một bay trang chủ, thì giờ mình lưu một file mới đặt tên là loại sản phẩm. .black. Rồi ha, sụt code hôm trước thì mình đã di chuyển vào public và sụt, thì bây giờ giao diện trang loại sản phẩm mình sẽ tìm đến product-type.html. Thì cái phần khác nhau giữa các cái giao diện là cái phần nội dung ở giữa đó ha. Bây giờ mình sẽ tìm đến cái giao diện ở giữa. Đây ha, thì từ inner header nè, ở đây là có cái prep room, thì mình sẽ gom nó lại. Rồi container mình cũng gom lại. Mình copy ha. Sau đó mình vào loại sản phẩm mình bếp vào trong này. Rồi câu lệnh sẽ là extend. Mình sẽ kế thừa từ cái file giao diện gốc của mình là master. Và ở đây mình sẽ là section. Tên section trong master của mình ha. Ở đây sẽ là content. Ở đây mình sẽ là a cộng n section. Rồi để chạy được cái row loại sản phẩm này thì mình sẽ tạo một cái row ha trong web. Mình truy xuất theo phương thức get, ở đây là mình ghi đường dẫn sẽ là loại. Là mình đặt tên cho cái round này ha. Và ở đây mình sẽ view. Rồi mình đến cái controller là bay controller. Mình tạo một cái phương thức mới là get loại sản phẩm. Vậy ha. Sau đó mình vào get loại sản phẩm app nè, rồi vào http controller, rồi bay controller. Ở đây mình sẽ tạo một cái phương thức ha, tên là get loại sản phẩm. Thì ở đây mình sẽ return về cái view là view loại sản phẩm ha. Thì nó sẽ đi từ bay, bay rồi vào loại sản phẩm. Rồi ha, mình save lại. Sau đó mình sẽ chạy thử cái row loại sản phẩm này. Mình sẽ thay index bằng loại sản phẩm. Rồi như bạn thấy đó, thì cái giao diện của mình đã có rồi ha, loại sản phẩm ở đây. Tuy nhiên cái hình ảnh ở mình chưa hiển thị là vì mình loại sản phẩm ha, mình chưa có cái là sụt của mình. Tại vì mình vào public rồi, mình đặt trong thư mục sụt mà ha. Thì ở đây mình access, mình sẽ đi vào sụt.
Rồi mình copy cái này ha. Mình sẽ thay hết tất cả các hình ảnh có sẵn trong đó. Rồi mình sẽ refresh ha. Đó, như bạn thấy thì giao diện của cái trang loại sản phẩm mình nó đã hiển thị rồi nè. Vậy là mình đã cắt được giao diện của loại sản phẩm. Còn bây giờ mình sẽ tiếp tục cắt một giao diện nữa là trang chi tiết của sản phẩm ha. Thì chi tiết của sản phẩm suột này sẽ nằm trong suột nè, rồi product. Ở đây sẽ là chi tiết ha. Thì mình cũng tìm đến cái content. Rồi mình sẽ copy cái content này. Sau đó trong view bay mình new một file mới. Dán cái này vào ha, rồi save lại. Mình sẽ đặt tên là chi tiết ha. Chi tiết sản phẩm .blend. Được rồi ha. Tiếp tục mình sẽ extend và dùng section. Extend từ master và mình a cầm section. Section cái content ha. Tiếp tục ở đây sẽ là a cộng n section. Rồi, để mà chạy được cái này thì mình cũng phải tạo một cái row mới ha. Mình tạo có tên là chi tiết sản phẩm. Ở đây mình sẽ ghép chi tiết. Sau đó mình cũng vào Bay Controller và mình tạo một cái phương thức mới ha. Rồi cũng return về view là Bay. Rồi tiếp tục đi vào chi tiết sản phẩm. Rồi ha, mình sẽ chạy cái row này. Mình sẽ chạy cái row chi tiết sản phẩm. Đó, như bạn thấy thì row chi tiết sản phẩm nó cũng hiển thị nè. Hình ảnh thì nó không đúng đường dẫn ha. Mình sẽ thay các cái hình ảnh cho chi tiết sản phẩm. Mình cũng sẽ vào mình Ctrl H ha. Để mình tìm các cái asset rồi mình thay luôn một lần nha bạn. Ở đây sẽ là suột. Rồi mình đi vào Access Duyệt ha. Rồi mình Replay On. Đó, như bạn thấy thì mình đã thay được suột và vào Access. Rồi suột vào Access ha. Rồi ở ngoài này mình sẽ Refresh. Đó, hình ảnh bây giờ của mình đã hiển thị rồi ha. Rồi mình sẽ cách cho các bạn trang giới thiệu và cả liên hệ. Thì tạm thời mình đóng các cái trang này lại nha. Rồi mình mở cái trang liên hệ contact.html. Đây ha. Rồi mình sẽ cắt ba cái div này vì trên này là header nè. Rồi dưới này là footer. Bay thì new một file mới đặt tên là contact ha, liên hệ ha. Rồi dán nội dung vào này. Ở đây mình cũng extend master nè.
Ở đây mình sẽ là A cộng N section. Rồi ha, mình sẽ tạo một cái round có tên là liên hệ. Get liên hệ. Rồi cũng vào bay controller. Tạo cái phương thức liên hệ rồi return. Rồi ha. Rồi mình cũng sẽ tiến hành chạy cái round này. Đó, cái phần contact của mình đã hiển thị ha, nội dung, cái form liên hệ ha. Rồi mình sẽ cắt tiếp tục trang nữa là trang giới thiệu. Thì giới thiệu ở trong này sẽ là about ha. Rồi mình sẽ cắt cái inner header và content. Tiếp tục sẽ vào trong bay new file, bắt cái này vào rồi save lại với tên là giới thiệu chấm blast ha. Ở đây mình sẽ là extend và mình đóng lại nha. Rồi mình cũng copy cho nhanh đi thôi. Gõ lại câu lệnh giống y chang nhau hết á. Dán vô. Rồi mình tạo một cái round tên là giới thiệu. Ở đây S sẽ là giới thiệu. Get giới thiệu ha. Rồi tiếp theo vào bay controller này. Rồi mình cũng sẽ chạy cái round giới thiệu này nha. Copy. Rồi. Đó. Như vậy là mình đã cắt thành công tất cả các giao diện. Ở đây sẽ là có một cái hình nè. Ha. Hình thì trong giới thiệu mình sẽ tìm đến cái hình đó ha. Ở đây có history thì mình sẽ Ctrl H. Replay on ha. Rồi mình chạy lại nè. Đó, như bạn thấy thì hình ảnh của mình đã hiển thị rồi ha. Rồi như vậy là video clip này mình đã hướng dẫn các bạn cách giao diện của tất cả các trang. Ngoài ra còn trang đăng ký và đăng nhập thì ở các video clip sau mình sẽ thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo.